Số 5, số 4. 12. 12, có biết số 12 không? Rồi, 12. Rồi, còn ai nữa? Khánh Trương. Rồi, sẵn tiến hành điểm danh sơ qua luôn tí xíu đi. Rồi đến danh nha, em là có thì hô có giùm thầy. Việt Hùng. Dạ, có. Việt Hùng. Thành Nhân. Dạ, có thầy ơi. Kim Nguyên. Dạ có thầy ơi. Đức Mạnh. Đỉnh dạ có. Khi mà em làm gì nhất em. Lâm Duy. Gia Mẫn. Dạ có. Minh Nhật. Lương Minh Nhật. Dạ có ạ. Dạ có. Khắc Nhiên. Văn Khánh. Công Hưng. Mai Công Hưng. Hữu Nhân. Tô Lý Hữu Nhân. Nhật Hạ. Dạ có. Đông My. Dạ có. Cao Vĩ. Đức Trung. Duy Khang. Dạ có. Quang Nhật. Dạ có. Phi Long. Dạ có thầy ơi. Minh Quân. Dạ có thầy ơi. Hoàng Việt. Minh Thi. Tiến Đức. Vĩnh Thịnh. Tiến Đức có thầy ơi. Vĩnh Thịnh có không? Rồi bán nha. Vĩnh Thịnh có luôn thầy ơi. Có luôn không? Xuân Quang. Có thầy ơi. Trần Dương Xuân Quang không? Xuân Quang có thầy. Hải Đăng. Dạ có. Nam Anh. Có thầy ơi. Duy Phước. Dạ có. Rồi, để đọc lại tên của những em hôm nay bắn này. Kiểm tra có sót hay không. Sai sót gì không thì bảo liền. Thứ nhất Mai Công Hưng. Rồi cháu anh Mai Công Hưng. Rồi Tô Lý Hữu Nhân. Rồi Tô Lý Hữu Lăng Nhân nữa nha. Mai Công Hưng, Tô Lý Hữu Nhân, hãy rồi.
Mai Công Hưng, Tô Lý Hữu Nhân. Rồi, còn số thành viên khác không có thì sắp xếp ngẫu nhiên luôn nha. Số mấy em? Dạ thầy, có em với bạn Nhân là một nhóm ạ. Bảo phải không? Dạ, em là Minh Nhật, số 8. Số 8, đúng không? Em với bạn Hiếu Nhân. Nhưng mà nhân 6 phải không? Rồi, Minh Nhật là với ai khách nhiên Minh Nhật đâu? Số 8 dạ, Hữu Nhân à, Hữu Nhân. Cái gì em? Em với bạn Hữu Nhân là một nhóm à? Là nhóm mấy? Nhóm 6. Nhóm 6, em là số 8, bạn Hữu Nhân là số 12. Là thành nhóm 6. Em là khách nhiên đúng không? Dạ không, em là Minh Nhật, em là Minh Nhật. Minh Nhật là số 7 số 8. Ờ, à dạ dạ. Em nhìn Minh Nhật bị chặt. Đúng không? Nhóm 6 này là một này, rồi với ai nữa em? Hiểu Nhân. Nhân số mấy? Dạ bạn Nhân số 10 11. Tô Lý Hữu Nhân phải không? Rồi. Dạ đúng rồi. Topic mấy em? Dạ, topic số 11 ạ. 11. Rồi, 11 là có người chào luôn này. Rồi, em nào thứ nhất đọc lên. Số 14. 14. Trần Cố Vĩ đúng không? Với số 8 của em là Đào Khắc Nhiên đúng không? 14 là số 7 nè. Rồi ai nữa? Dạ em với lại bạn Nhật Hạ là một nhóm mà. Bạn 12 với 17 á thầy. À, rồi nhóm số 7 chọn tôi biết mấy có chưa? Chưa không? Mấy nhóm thôi không? Rồi. Em là số mấy em? Đọc lại. Dạ, em là 17 với lại bạn Nhật Phạm Nhật Hạ 12 ạ. 17. Với ai? Phạm Nhật Hạ 12. Phạm Nhật Hạ là 12. Có topic chưa? Dạ. Hiện tại là topic 6 ạ. Topic 6. 6 có người nhận do. 6 chưa đúng không? Rồi. 7 là gì nhận gì? Em là 8 chứ đúng không? Dạ tôi biết 6 ạ. Biết rồi, nhưng em là nhóm 8 đúng không? Dạ đúng rồi. Quang Nhật này đúng không? Dạ đúng rồi. Cái gì em? Chưa có nhóm xem. Điểm chọn đi. Chính đúng không? Rồi em là nhóm chính luôn. Tại gì? Số 20 24. Hai mấy? 20. Hoàng Việt phải không? Rồi còn số thành viên nữa, khẩn trương nhanh các em. À, em chọn topic chính được không thầy? Cái gì em? Em không chọn topic chính được. Topic số chính được. Cái gì? Hả? Cái topic số chính. Cái gì? Dạ, Trần Duy Khang. Trần Duy Khang là số mấy? Số 17. Trần Duy Khang là ở trên đó thầy, ở ngay trên đó. Không, à số 16. Trần Duy Khang bên kia. Trần Duy Khang cho là em vô trong nhóm chính luôn nha. Dạ. Là chung với bạn đây này, Hoàng Việt đây. Dạ. À.
Xem. Nhóm 7, topic 1. Một, hai, ba, bốn. Thầy ơi. Nói đi em. Dạ em số 2 thầy ơi, số 2. Số 2. Nhóm 8 thầy ơi, nhóm 8. Chung nhóm 8 à, nhóm 8 mấy người rồi? Dạ mới có 2 người. À, nhóm 8 phải không? Nhóm 8 là topic số 6 luôn phải không? Dạ. Thầy ơi, nhóm dạ. Em có thêm một người số 3 nữa nha thầy. Thầy ơi. À, bạn vô. Nhóm mấy em? Dạ không, gì bạn nó vô nhóm rồi.
1, 2, 3, 4, 5. Dạ thầy. Từ phân đại luôn như này. Dạ thầy. Cái gì nói đi em? À, cho em xin vào trong cái nhóm của bạn Lương Minh Nhật ạ. Em vừa... Nhóm số mấy? Dạ, nhóm số... Nhóm 6. Số 6 á thầy. Nhóm số 6 tên gì? Số mấy? À, tên Trần Vĩnh Thịnh nè. Số 23. Số 23 à? Sao? Nhóm 6 ạ? À? 6 tôi biết 11 phải không? Dạ. 6 này. Thầy thầy hồi nãy nhà em nó bị mất điện á thầy. Em có vô chạy cho xin điểm danh được không thầy? Alo. Dạ. Tại hồi nãy em có vô nhà em bị cúp điện á, em vô trễ á thầy, cho em xin điểm danh được không thầy? Rồi từ tính sau. Giờ vô nhóm đã, cậu nhóm mấy? Dạ em vô nhóm. Vô mấy chú còn lại tôi cho vô nhóm đi, cái này mấy chú này 1 này, 2 này. Ở đây 3. Rồi thôi đẹp quá rồi. Nhóm mới là 9. Rồi nhóm 10. Rồi nhóm 10 là gồm đó là gì? Kim Nguyên, rồi Công Hưng và Duy Phước. Rồi chọn topic mấy đây? Không có tôi phát luôn. Rồi, tôi biết số 2 luôn. Rồi, chú ý nè, các nhóm chúng ta tiến hành thực hiện cho đến deadline là ngày 14 tháng 3. À, nhớ lưu ý. À, hai người luôn như sao? Rồi còn số nhóm này để chúng ta biết được cái nhóm của mình chính xác. Các thành viên trong nhóm để mà chúng ta gặp gỡ nhau, trao đổi thảo luận. Thì trong đó nhóm 1 là gồm có Gia Mẫn nè, Văn Khánh nè, Đông My nè, thì nhận là topic số 5. Rồi nhóm 2 là Đức Trung, Tiến Đức, Nam Anh là topic số 3. Nhớ tên nhóm và nhớ topic, số topic mình là gì nha, để mà chúng ta làm trong báo cáo nha. Rồi còn nhóm 3 là Phi Long, Minh Quân, Xuân Quang, topic số 8. Nhóm 4 là Việt Hùng, Minh Thi, Hải Đăng, topic số 10. Rồi nhóm 5 là Đức Mạnh, Lâm Duy, topic số 12. Rồi nhóm 6 là Minh Nhật, Hữu Nhân, Vĩnh Thịnh là topic số 11. Rồi nhóm 7 là gồm có Khắc Nhiên, Cao Vĩ là topic số 1. Nhóm 8 là Thành Nhân, Nhật Hạ, Quang Nhật là topic số 6. Rồi nhóm 9 là Duy Khang, Hoàng Việt là topic số 9. Rồi nhóm 10 là Kim Nguyên, Công Hưng, Duy Phước là topic số 2. Rồi được nhân bảy đường. Alo. Dạ em muốn đổi sang topic số 7 đường.
Topic số 7 của ai có ai xài chưa? Topic số 7 hả? Rồi được. Nhóm 10 muốn qua topic số 7 phải không? Dạ. Rồi, giao qua số 7. Ủa thầy ơi, vậy là giờ mình làm là mình phải kiếm mấy cái bộ cảm biến để mình gắn vô đúng không thầy? Thì đúng rồi, chứ em ra thành phẩm thôi chứ. Em làm ra sản phẩm để demo. Rồi mình chạy đúng rồi, ok là đạt yêu cầu. Thì em muốn làm cái gì? Đề tài em làm cái gì? Dạ dạ không, em chỉ hỏi để em chuẩn bị đồ để làm thôi. À, chuẩn bị nguyên vật liệu đi đó, để mà tiến hành thực hiện thi công gia công. Trong đó chuẩn bị mình làm cái bánh, làm bánh chưng, bánh tét thì đương nhiên đâu phải mình làm tinh mô hình được, chúng tôi phải làm thành phẩm, đương nhiên cũng có nguyên vật liệu đầy đủ chứ, to nhỏ gì cũng phải có. Rồi nãy em đã nói là đi trễ về sớm như thế nào đó. Dạ em ạ. Cái gì? Dạ tên Nhân đó thầy. SE160909. Nhân là thứ gì? Nhân đó là có nhiều nhân rồi sao? Dạ là sao thầy? Tên gì? Tên gì? Dạ Tô Lý Hữu Nhân. Tên phải đọc đầy đủ họ tên thôi chứ. Dạ vâng, em xin lỗi ạ. Rồi như vậy, hôm nay chúng ta sẽ qua một phần tiếp theo trong bài lớp số 3 các em. Thì trong bài lớp số 3 này là như thế nào? Là chúng ta tiến hành thực hiện là cú pháp của những câu lệnh điều kiện if. Nghe điều kiện if là mình đã đưa ra một hình dung, mình nếu như mà nó thỏa mãn cái gì đó tôi sẽ làm gì, nếu hôm nay trời mưa tôi sẽ làm gì, hôm nay trời nắng tôi sẽ làm gì, nếu tôi có nhiều tiền tôi sẽ làm gì, đúng không? Ví dụ như thế là những cái điều kiện mà chúng ta sẽ đưa ra, và một khi nó thỏa mãn những điều kiện thì chúng ta sẽ làm theo cái điều kiện thỏa mãn đó, còn nếu không thỏa mãn gọi là eo á, thì chúng ta sẽ làm theo cái điều kiện không thỏa mãn đó. Mà có những cái trường hợp là chúng ta chỉ liệt kê ra điều kiện thỏa mãn thôi, còn nếu không thỏa mãn thì chúng ta là không có điều kiện cả. Vì nếu hôm nay trời chiều nay trời nắng đẹp tôi đi uống cà phê như vậy, vậy hoặc ví dụ hôm nay trời mưa thì tôi sẽ làm gì, ở nhà hay là tôi sẽ làm một việc gì đó khác, thì chúng ta không có liệt kê vào, thì chúng ta có cú pháp đó là chỉ có điều kiện if mà thôi. Còn chúng ta có những cái điều kiện là if else, tức là những cái điều kiện mà nếu nó thỏa mãn tôi sẽ làm gì, còn nếu không thỏa mãn điều kiện đó tôi sẽ làm gì. Đó. Thì sẽ cái môn này thi là một mà nó qua thì thôi, tôi tung tăng tung ta đi chơi. Còn nếu giả sử là một nó không qua, tôi phải cố gắng ôn luyện để mà thực hiện cái quá trình test cho nó ngon lành. Ví dụ như vậy. Nên là nếu thỏa mãn thì tôi sẽ làm gì đó, và nếu không thỏa mãn thì tôi sẽ làm gì. Thì ta sẽ có cú pháp của những câu điều kiện là if, else. Thì ví dụ trong này chúng ta thấy không, cái chương trình chính tức là những cuộc sống ta hàng ngày diễn ra, ở đây gặp cái điều kiện thì sẽ kiểm tra điều kiện bên trong if này, và để kiểm tra điều kiện là những cái gì mình đặt bên trong hai cái móc tròn đơn á, kiểm tra xem thỏa mãn không. Nếu thỏa mãn chu là đúng á, tôi sẽ thực hiện với những cái điều kiện if đã xảy ra và tôi làm gì đó. Còn nếu không đúng thì chúng ta lại gì, thực thi theo một cái nhánh khác với cái điều kiện không đúng đó, và sau khi thi xong tôi sẽ quay trở về lại cái điều kiện chính để làm. Và cú pháp của chúng ta thì nếu mà chúng ta chỉ sử dụng điều kiện if không thôi thì cú pháp chúng ta sẽ tiến hành thực hiện thế này, ta sử dụng if
một cái some condition, một cái điều kiện nào đó đặt vào đây, và nó sẽ kiểm tra điều kiện này, nếu đúng thì nó sẽ tiến hành thực hiện, còn không đúng thì nó cũng không biết làm gì cả, nó quay trở về chính để nó làm thôi. Còn đây hôm nay là chúng ta chia ra rõ ràng, giống như ví dụ Việt Nam mà gì dành vô địch U23 rồi sẽ làm gì, với những đồng bạc là vàng làm gì, đó là những cái điều kiện mình sẽ đưa ra nhiều cái trường hợp gọi là if else đây. Rồi ngoài ra trong cái điều kiện if đó chúng ta đã có những cái điều kiện if rồi else if, hay gọi chung là những điều kiện là if lòng trong gì lòng trong if xảy ra. Thì đó là chúng ta sẽ kiện if những cái điều kiện nó không đúng, không đúng thì mình kiểm tra qua một cái điều kiện khác, rồi không đúng thì sau đây là tiếp tục là kiểm tra qua một cái điều kiện khác nữa để mà chúng ta để tiến hành là thực thi cái điều kiện làm việc của nó. Đó chính là mình có cái if dù hai cái đội bóng đang đá với nhau, kiểm tra được A có thắng được B hay không. Nếu A không thắng B thì mình đã kiểm tra được if theo là cái đội A có hòa với đội B hay không. Rồi nếu không gì hòa nữa thì kiểm tra tiếp đội A có gì có thua đội B hay không. Và nếu không xảy ra nữa xem là trận đấu có hủy có diễn ra hay không, như thế nào đó. Tức là chúng ta sẽ có những cái điều kiện if hay là những cái khay, những cái trường hợp xảy ra liên tục, nó sẽ kiểm tra từng cái điều kiện đó để mà tiến hành thực thi, tiến hành là thực hiện. Thì cú pháp chúng ta cũng đã xây dựng, thì phần này trong lập trình C thì cũng khá là quen thuộc với chúng ta, và trong lập trình C chúng ta phải gặp thường xuyên, và với cái điều kiện chúng ta cũng thế, thì nó tiến hành là lập trình, và nhất là trong lập trình vi xử lý, vi điều khiển, hay là gọi là những hệ thống automatic, hệ thống tự động hóa, hay là IoT, thì cái cú pháp của những câu lệnh điều kiện if gặp thường xuyên. Bởi vì ví dụ như em ra vào một cái chung cư đó đi ngang hành lang thì điều kiện đèn bật sáng khi nào, khi có người phải kiểm tra có người hay không để đèn bật, rồi người đó nằm ở khu vực nào để nó bật là công suất 100% hay là chỉ 75% công suất, hay là hệ thống đóng mở cửa cũng vậy, xem người hướng đang đi vào hay đi ra để cửa chúng ta tự động open close đóng mở. Đó, ví dụ đi vào siêu thị, ngân hàng, tôi thấy những hệ thống đóng mở cửa tự động hay thường xuyên xuyên gặp, đó là rơi vào cái điều kiện if. Còn nếu không có thì sao, sẽ làm gì, đó là những điều kiện if trong if. Hay là ví dụ như một cái bài về rửa tay sát khuẩn như em vừa rồi thực hiện á, kiểm tra điều kiện if, xem thì nó có thỏa mãn hay không, có khoảng cách từ 2 mét đến 3 mét thì sao. Còn nếu nằm trong có vùng bàn tay đưa tới là cách là gì 20cm, 30cm thì làm sao. Còn nếu xa hơn nữa thì thế nào, đó là những cái điều kiện tiếp chúng ta chia lại nhiều cái trường hợp, nhiều phân vùng để mà giải quyết. Thì hôm nay chúng ta sẽ dùng cái cú pháp điều kiện tiếp đó để thực thi một cái mạch gọi là turn on led, nghĩa là chúng ta bật cái đèn led lên, bật đèn led lên. Nhưng mà để bật đèn led lên ở đây khác với bài học hôm trước á, là chúng ta dùng cái biến trở để điều chỉnh cái tốc độ nhấp nháy của nó. Thì hôm nay chúng ta dựa vào cái đây vượt cái giá trị của nó, nếu nó vượt quá một cái ngưỡng nào đó, vượt quá một cái ngưỡng nào đó thì vượt quá ngưỡng đó thì đèn nó sáng, còn nếu nằm dưới cái ngưỡng thì đèn nó tắt. Giống như chúng ta học thi môn học thôi. Ví dụ đó là gì, em phải là trên 5 điểm thì là pass qua môn, ví dụ vậy. Còn từ 5 điểm trở xuống là rớt, học lại không đèn, ví dụ như thế. Hay là có trường hợp là gì, yêu cầu là từ 5 điểm trở lên là coi như là pass qua môn, đặt yêu cầu. Còn dưới 5 thì không được. Nhưng mà cái số 5 đó chính là gì, cái 5 nó được gọi là threshold, là cái mức ngưỡng. Và nhiệm vụ là chúng ta lấy cái điểm của mình so sánh với cái ngưỡng đó, xem nó cao hơn, thấp hơn. Thì hoàn toàn tương tự ở đây cũng thế. Người ta đặt ra một mức ngưỡng của con sensor, người ta biết đồ vào. Đó là giá trị 400, 300, 500, nó tùy mình chọn. Và threshold mức ngưỡng.
và mình lấy giá trị analog brick mình đọc được á, mình so sánh với đó, nếu thấy nó nằm trên cái giá trị đó thì cho đèn sáng, và L ngược lại nghĩa là nhỏ hơn hoặc bằng thì cho đèn tắt đi. Và từ cái yêu cầu đặt ra như vậy thì chúng ta sẽ đưa ra hai vấn đề xử lý. Thứ nhất là vấn đề về hardware request, là những yêu cầu về phần cứng. Nếu có khấu xử lý thì dứt khoát là chúng ta có bo Arduino Uno. Thứ hai, có thành phần để mà so sánh kiểm tra biết nó lớn hơn nhỏ hơn, là phải có tín hiệu từ cái sensor, là tín hiệu từ cái cảm biến, hay là từ cái potentiometer, cái chiếc áp, cái con mà hôm trước chúng ta học về ba chân nhớ không, hay là một cái variable resistor, là một cái biến trở. Chúng ta phải sử dụng cái đó để điều vô. Và điều khiển cái gì? Điều khiển đèn LED, và dứt khoát là chúng ta phải có cái đèn LED. Vậy thì rồi cái đèn LED mà muốn làm việc được lâu dài, ổn định thì chúng ta cần phải có cái điện trở hạn dòng bảo vệ cho nó. Vậy thì bốn cái thành phần chính mà chúng ta cần phải có, đó chính là gì? Arduino Uno. Thứ hai là chúng ta có biến trở, và thứ ba có đèn LED, và thứ tư là chúng ta phải có điện trở. Đó là bốn thành phần đơn vị chính giúp qua phải có. Ngoài ra, để tạo ra một mạch điện thì các thành phần này cần phải được liên kết lại với nhau, thì chúng ta cần phải có những sợi dây để kết nối, hoặc là chúng ta có mỏ hàn, có mỏ hàn, có chì, chì hàn á, chất dẻo á, để mà chúng ta connect kết nối gia nhiệt, kết nối nó chung lại với nhau, các chân cảnh nối lại với nhau. Rồi đồng thời chúng ta cần phải có một cái dây bus để mà chúng ta nối với máy tính, để mà nạp cái chương trình từ cái máy tính ta vào cho con Arduino Uno. Thì đó là những cái yêu cầu về dây dẫn kết nối, gọi là những thành phần phụ. Thì trên cơ sở đó thì chúng ta sẽ tiến hành thực hiện một cái mạch. Thì đầu tiên là chúng ta đọc cái giá trị analog value và những cái giá trị từ con chiếc áp hay từ cái biến trở, tiến hành so sánh với cái mức ngưỡng là threshold. Đấy là mình đem cái giá trị mức ngưỡng mình đưa ra. Mức ngưỡng này ví dụ là 300, 400, 500, 1000 hay bao nhiêu tùy mình. 20, 30 đó tùy mình chọn mức ngưỡng. Và tiến hành là mình lấy cái giá trị mà người dùng họ xoay chuyển cái biến trở. Mỗi lần xoay chuyển đó họ có một cái giá trị. Và lấy giá trị người dùng đó đem so với mức ngưỡng, kiểm tra xem thì nó lớn hơn hay không. Nếu đúng thực sự là lớn hơn thì chúng ta lập tức là cho đèn nó sáng lên. Mà đèn để sáng thì chúng ta phải xuất dữ liệu ra, đó là tín hiệu số, mang cú pháp câu lệnh của nó là digital high, và cái đèn đó gọi là led beam, và ở mức sáng là ở mức cao. Nên chỗ này chúng ta có dòng lệnh này là cái điều kiện, và dòng lệnh này chính là do this để làm những cái điều kiện đó thỏa mãn. Còn L là ngược lại, nên là giá trị này không lớn hơn mà nhỏ hơn một bằng, thì chúng ta cần xuất ra cái lệnh ngược lại, tức là hồi nãy là cho mức sáng, tại vì là cho mức gì tối hoặc lâu, thì lúc đó đèn chúng ta sẽ gì tắt đi. Đó là mình xây dựng từ cái gì, cái ý tưởng thực hiện hay là cái chương trình mà người dùng họ mong muốn. Rồi từ cái việc đó thì chúng ta tiến hành là viết code cho cái chương trình này mà thôi. Thì đầu tiên là chúng ta khai báo là cái chân popping, là chân của potentiometer là chân A0. Hôm trước là mình chọn A1, A2 nhớ không? A1 không thì mình chọn bao nhiêu cả. Rồi điều khiển đèn LED thì mình khai báo chân LED spin là chân số 13. Rồi cái mức ngưỡng mà để so sánh ở đây em chọn số 400, em chọn số gì đó là do mình chọn thôi nha, tự mình quyết định. Ở đây thì chọn số 400. Và mình biết rằng cái biến trở chúng ta sẽ thay đổi giá trị từ bao nhiêu, giá trị biến trở chúng ta sẽ thay đổi từ giá trị là từ 0 đến 1023. Vậy thì trong khoảng từ 0 đến 1023 mình chọn giá trị là gì? 400 để đưa ra so sánh. Rồi pin mode thì ở đây nhớ chú ý là chúng ta khai báo pin mode và led pin là chân ra đèn led, là chân số 3, là chân output. Đúng lý ra là chúng ta phải khai báo thêm một cái chân nữa, đó là pin mode A0 là input. Nhưng mà nhớ hôm trước này cũng dặn luôn là trong những đề thi final nó sẽ hỏi tới về cái default input pin, là những cái chân mà mặc định là nó vào á. Which pin is default input á, cái chân nào là chân gì mặc định nó vào, thì nhớ chú ý đó là những chân gì A0 đến vị trí chân A5, đó là 6 cái chân analog, là 6 chân mặc định ngõ vào. Mà nó là mặc định ngõ vào nghĩa là chúng ta không cần khai báo, nếu khai báo thì cũng được mà như thừa thôi.
đó là những đám cưới cô dâu chú rể là mặc định là phải có mặt rồi, chạy đâu nữa. À, có viết thư mời cũng như không thôi. À, như vậy nghĩa là chúng ta thấy là gì, à, cái giá trị đó là mặc định. Nên thành ra trong phần voice up, tại sao chúng ta thấy có chữ popping chữ A0 này, nhưng hoàn toàn chúng ta không khai báo chúng ta chữ vào chữ ra gì hết. À, nhưng mà chúng ta lại khai báo cho một cái mức, à, tốc độ bao write, tức là tốc độ truyền dữ liệu đó, đó là gỡ dữ liệu từ công viên xử lý qua cái bo mạch điều khiển, tức là cho qua cái màn hình của máy tính mình á, để chúng ta thấy được thông tin đó, thì dùng cái cú pháp của cô lệnh zero, và trong thư viện zero, thư viện truyền nội tiếp á, thì mình dùng cái cú pháp là zero.begin 9006, và đây là cái tốc độ truyền nó tung theo cái tiêu chuẩn của đó, chứ không phải là 9601.02, mà tự mình thêm bớt vô cũng được nha. Tốc độ nó 9006 thì cũng để đến 9006, tốc độ đó là bao nhiêu, đó là tiêu chuẩn của nó, là cái thông số kỹ thuật của nó là chúng ta giữ nguyên. Vì bóng đèn này là một thứ hai, giờ đến thứ ba, thứ bốn là gì có. Ở bóng đèn kia nó loại là nửa tắc 20 cm, 10 cm là bao nhiêu, là chúng ta đúng theo cái chuẩn đó. Thì nhà sản xuất ta tạo ra cái mức lan truyền bao nhiêu rồi. À, xe nó 110 phân khối, 150 phân khối là bao nhiêu, hay là 125 phân khối thì bao nhiêu là cái chuẩn đó rồi. Dung tích nó đã xác định rõ rồi, thì ta không thể thay đổi được. Hộp sữa 330ml hay 220 hay là 280 thì bao nhiêu cũng đã có sẵn rồi. À, thì chúng ta phải khai báo đúng cái thông số kỹ thuật đó, chứ không thể là thay đổi khác. Thì zero.begin 9006, nha chú ý nha, đó là tốc độ truyền cái dữ liệu từ cái con Arduino Uno sang máy tính, hiểu dễ dàng vậy, hoặc là từ máy tính sang Arduino Uno. Dữ liệu đó chính là gì? Dữ liệu để hiển thị màn hình để mình thấy được đó. Mà hiển thị màn hình thì sau này mình dùng cái lệnh print, print là in ra đó. Rồi trong phần file loop thì đầu tiên mình đọc giá trị của từ là analog value, thì mình đọc giá trị này, dùng cú pháp là analog print popping là đọc giá trị. Sau khi đọc giá trị xong, mình lấy giá trị đó mình so sánh với cái mức ngưỡng, thành ra hơn là 400 á, 400 là mức ngưỡng. À, thì lúc đó mình thấy đèn nó sẽ sáng lên, nếu đúng. Còn nếu trường hợp ngược lại nó không đúng, nghĩa là cái mức giá trị analog value mình đọc được bé hơn hoặc bằng cái mức ngưỡng là bé hơn giá trị là 400 hoặc bằng 400 này, thì đèn nó sẽ như vậy, à, sẽ tắt đi. À, và làm sao để biết được là gì đây, à, con led đó là gì, nó sáng, nó tắt và đúng giá trị như vậy, thì chúng ta xuất dữ liệu ra để kiểm chứng thôi. À, dùng zero.print analog value, à, kiểm tra giá trị này, kiểm tra xem thì nó có phải lớn hơn mức ngưỡng không. Mức ngưỡng này là 400, xem thì nó lớn hơn 400 hay là nhỏ hơn 400. Rồi giữa hai lần điều chỉnh thì chúng ta cần có một khoảng thời gian delay, giống như giữa hai cái slot học á, mình có thời gian delay để mà ổn định giữa hai slot. Và chúng ta với phương đã vừa xong slot này là chúng ta lại học tiếp được nữa. À, thành ra chúng ta có thêm cái delay. Và delay là 1 mili giây, đối với chúng ta thì 1 mili giây là không đáng kể, nhưng mà đối với xử lý với điều khiển thì 1 mili giây là tương đối khá nhiều nha. Để chú ý, tốc độ nó chỉ là micro giây thôi, xử lý rất là nhanh. Đó. Rồi trên cơ sở đó thì đương nhiên là những em có bo kích thì chúng ta gì dùng cái bo kích để mà chúng ta connect kích nối lại. Còn những em nào không có bo kích thì chúng ta dùng phần mềm Tinkercad để mà chúng ta tiến hành gì xử lý. Còn sơ đồ mình kết nối thì hoàn toàn giống như bài số 2. À, con Arduino Uno nối với một cái biến trở, Arduino Uno nối với một đèn gì đèn led. Sau đó em viết chương trình rồi nạp chương trình nó vô cho gì con led rồi chạy xem thử là sao. Có nghĩa là mình có thể làm sản phẩm bằng phần mềm được luôn hả thầy? Làm phần mềm mình học online. Lúc online thì không đến trường đó, do dịch Covid mình không đến trường được, không gặp gỡ được. Thì lúc đó mình dùng cái nào mình gặp gỡ, không gặp gỡ nhau thì làm sao? Thì sản phẩm nó lấy đâu mà mua? Đi không được, không ngồi chiều mà mua. Thành ra là những em nào mà học khóa online á, thì chúng ta mới dùng là gì? Cái software của phần mềm. Và những em nào bắt đầu học online, offline rồi thì đương nhiên là chúng ta phải làm gì? Sản phẩm, lớp, đến trường, lớp học rồi, làm sản phẩm rồi. Em hiểu chưa? Đấy, online thì mình dựng phim, online thì mình sao lấy đâu mà sản phẩm. Nhưng mà online vẫn là lúc trước, vẫn có một số em vẫn làm offline. Đó, em vẫn là gì? Lắp, ráp sơ đồ, sau em trình chiếu, quay camera. À, chia sẻ màn hình
chia sẻ quá trình đang làm việc của mình. Thấy được là em lắp ráp, em tiến hành thực hiện, em vừa làm thao tác thực hiện, rồi vẫn mua thiết bị, rồi vẫn gắn, vẫn làm, rất là thành công. Nói chung quy lại là cố gắng để làm sao mình làm ra một cái sản phẩm dù hay, dù dở, dù đẹp, dù xấu gì đó. Cái sản phẩm đó đầu tay của mình làm nó giá trị, đúng không? Mình hiểu được vấn đề để mình xử lý. Rồi còn lớp mình cuối cùng là không có mượn được cái bột bo khít chi luôn hả các em? Thứ tư tới chúng mình học online luôn đi em. Em có nên rảnh thì đến trường cũng được, không rảnh thì thôi cũng được. Em tính trường đến lớp nhưng mà cuối cùng không có bo kit gì để giải quyết thì cũng như không. Đó. Mấy slot trước em đang học gì? Slot trước học gì? Tiếng Nhật hả? Tiếng Nhật học online hay offline? Online hả? Là vậy thôi, mới đi ở nhà luôn chứ đi trường lớp chi mất công mà. Cái gì? Thì thầy có ở trường bình thường. Thì được bình thường. Nói chung là online thì em vào cái trang để em học, muốn ngồi đông ngồi. Đúng không? Có chỗ ngồi thì học thì được hết bình thường. Tốt hết rồi. Môn này có gì môn là cũng lát lát là những cái nghe là gì đây thành mà mình làm rồi cuối cùng mình làm nhà thì cũng gì đây được không ra được cái gì rồi dính thêm nó thăng hơn đó là tập luyện của anh này chạy con nó không làm tiêu cuối cùng nó bị không đi tới nó cỡ và là được hay không và cái cây thôi muốn làm đúng rồi muốn đi lại để nó ăn đó. Quan trọng nhất là mình thực hiện được không này. Thì cái đó là đương nhiên là cái em phải gì, là phải tiến hành thực hiện thôi. Thực hiện phải vậy. Trăm hai cũng cần tay quen. Họ làm tự nhiên có gì tuôn có đồ cháo đúng không? Đây mình không có tao ăn ví dụ như điều đó thì mua đó, biết thôi nhưng mà không có cái buộc thấy chưa? Vậy thì cái đó là liên quan đến lợi ích của mình. Đúng, đồng thời cái gì đủ một câu với cái quan sát ta làm
Project thì thật sự là gì này, các em phải là phải có sản phẩm để làm. Nhưng mà những em nào làm sắp qua phần mềm thì thật sự là giáo viên phải tạo điều kiện cho các em, nếu phải là không đó. À, nhưng mà những em như vậy á, thì phải nêu lý do, lý do là tại sao em không làm đó. Nhưng cần nó phải là gì, có sản phẩm, có sản phẩm cuối cùng mà em có sản phẩm thì lại lấy đâu, lý do là tại sao, đúng không? À, nếu bây giờ còn nhớ là chú ý là phần project chúng ta đã không có dính dáng gì đến cái bao kích chỉ phục vụ cho cái việc để em học thôi, em làm thôi, còn cái đó sản phẩm thì nó sẽ khác liền đó. Nhưng để ra một cái món ăn em nấu cho nhà hàng thì nó đâu giống như là em làm một công việc, em học thì em học, nhưng em học à, hôm nay tôi tỉa bông hoa hồng à, mai tôi là gì thì tôi nấu cái món này, mốt nấu món nọ, hôm nay tôi nêm nước lèo, hôm nay là mưa nướng, thì em chỉ làm một cái công đoạn gọi là một cái module thôi. Nhưng mà thật sự mà cái sản phẩm ra thì nó tổng hợp của nhiều cái module chứ không phải là một cái module. Nên em phải sử dụng nó khác với cái bò kích của mình. Cái bò kích mà chúng ta nhà trường cung cấp là nó chỉ hỗ trợ chúng ta từng phần, ví dụ thầy đang giảng dạy các em phải không, từng cái module, từng phần bài một, là một kỹ năng thôi. Em hiểu chưa? À, nhưng mà khi mà vậy mình làm ra sản phẩm đó là hoàn thiện. Do em đóng các bạn ở ghế, nó đơn giản thôi. Em phải bào, học bào cho file tiện, đục đẽo khoan, à, mài dũa đủ thứ, nhiều cái động tác. Chứ không phải là một sơn phết, rồi tính lực như thế nào, học cách đo khoảng cách là sao, à, đo chiều dài thêm vắt góc như thế nào, rồi sau đó chúng ta mới gì làm ra được một sản phẩm. Cái đường tốt vào trong cái Arduino thì cảm như máy tính á, có sợi dây hôm trước đó. Thì em phải truyền tín hiệu từ máy tính này vô, nó chứ phải có một đường dây nó vô, dùng một sợi dây cáp em nối vô qua mạch vô, và phải sử dụng một cái phần mềm để nó biên dịch, tức là phần mềm hôm trước thầy hướng dẫn mà cài về đó, nhớ không? Thì Arduino.cc vào trong software, rồi trong cái hệ điều hành mình là sử dụng hệ gì thì mình cài về, rồi đó, rồi mở vô thì nó cho ra một cái môi trường để tại đó em viết cái chương trình luôn. Sau khi viết xong thì em gì, em build, em xây dựng nó ra, thì lúc đó nó sẽ load cái chương trình từ cái gì đây, máy tính mình đã viết á vào cho con Arduino của mình. Mà khi load như vậy thì đương nhiên nó phải tìm con đường nó dẫn đi chứ đó, dẫn đi chính là sợi dây á, nó chạy theo sợi dây cáp, gọi là chung là sợi dây tín hiệu đấy. Quá hả? Sao tôi vẫn đang, cái đó là khó, cái đó là em sử dụng cái gì, điều khiển qua wifi. Em đang tưởng chừng như là nó đơn giản, nó chỉ có một cái tính năng điều khiển wifi, nhưng mà để điều khiển wifi thì dứt khoát em phải hiểu được cái gì đây, cái phương thức đèn thứ nhất là nó on off, mà on off như thế nào, như là qua wifi như vậy phải có một cái bộ phận nào đó phải thu tín hiệu wifi, và thu tín hiệu wifi thì nó phải xử lý cái mã nó như thế nào. Và đồng thời từ cái mã đó nó phải phát ngược về lại cho bộ điều khiển để điều khiển tiếp nhận lên, và nó phải xử lý từ xa mà, đúng chưa? Rồi em điều khiển wifi như vậy là em điều khiển wifi qua gì, qua smartphone. Như vậy smartphone em phải có một cái đèn, một cái app, đúng chưa? Như vậy thì em phải trình bày, em phải xây dựng cái app chứ, đúng chưa? Làm sao có app, app thì nó liên quan đến cái giao diện, đúng chưa? Rồi có interface với cái người dùng đó, em xây dựng như thế nào. Rồi hoặc nếu em không biết, em chưa học qua lại đây lập trình ứng dụng trên là gì, Mobi
À, vậy thì em sử dụng cái gì đây, cái interface, cái giao diện đó của bên thứ ba thì em sử dụng, nhưng mà nhiệm vụ mình là dân kỹ thuật, em phải hiểu được em sử dụng là sao, em cài đặt nó về như thế nào, download ra sao. Rồi đối với là sử dụng internet, như vậy là em sử dụng mạng local hay là em sử dụng mạng WAN, đúng chưa? Giả sử là gì, tôi wifi tôi điều khiển được nhưng mà chỉ trong nhà tôi thôi, nhưng mà khi tôi dùng là gì đấy, 3G, 4G và sử dụng một cái mạng wifi đến một cái nơi khác, thì tôi có control được cái thiết bị này nữa hay không là vấn đề, đúng chưa? Rồi em phải so sánh, khi nó có báo cáo thì bọt thì em phải có những phương hướng so sánh ưu điểm của việc sử dụng dùng qua wifi so với là gì, bluetooth, so với gì, sóng RF là radio frequency, sóng điện tử á, đúng không? Rồi so với sóng IA, infrared là sóng thông ngoại á, nghĩa là chúng ta phải so sánh với những phương thức như vậy. Đó. Mà ngay cả vấn đề là thứ nhất là em phải có một bộ phát, rồi phải có một bộ thu, ngày đó trong bộ phát đó phải có cái giao diện, rồi có những cái software phần mềm em phải cài đặt setup như thế nào để hai cái đó nó tiếp nhận IP, nó nhận với nhau như thế nào rồi mới được. Chứ đâu phải không có đâu. Hình dung được chưa? Nhiều lắm chứ đâu phải ít. Sao em? Rì bỏ cả tiếng Anh với sao tiếng Việt, đúng chưa? Thì từ khi số em là chia sẻ là thầy ơi, chuyên ngành em không biết nói lắm, thật sự là thầy vẫn thông cảm chia sẻ với em, nhưng mà về kiến thức là tiếng Anh nó dễ hơn, thì anh có nhiều thông tin hơn để các em gì đây xem, để các em đọc tìm hiểu. Tiếng Việt thì nhưng mà dựa trên cơ chế là giả sử em hiểu gì em viết cái đấy thì nó nhanh gọn lẹ, nhưng mà để tham khảo thì mà sẽ xem tài liệu tiếng Anh thì em thấy có rất nhiều tài liệu rất hay và chúng ta nên viết theo tiếng Anh. Thì em thích thì em nói có đâu, ai cấm đâu, mà khuyến khích thêm càng tốt, đúng chưa? Quan trọng nhất là em phải có nhiều cái vốn từ liên quan đến chuyên ngành để em diễn tả là được, là yêu cầu. Thì đương nhiên mà quan đó nó rộng lớn hơn thì điểm nó phải thăng điểm nó phải khác chứ, đúng chưa? LAN local bằng cục bộ em chỉ điều khiển được trong nhà thôi. Nếu trong nhà tôi giả sử là gì đây, thì cái tính năng đó tôi có thể sử dụng những cái thiết bị khác nó hoạt động ổn định hơn bằng LAN sao hơn với wifi chứ. Bởi vì wifi chúng ta là cái mạnh yếu, nhưng cũng đó sử dụng một số thiết bị khác như sóng RF thì nó tốt hơn, hay là bluetooth tôi không phụ thuộc vào việc mất mạng, đúng chưa? Còn nếu giả sử là tôi dùng wifi là sao, từ một nơi rất xa, đương nhiên là luôn với là bluetooth nó không xử lý được, RF không xử lý được, sóng hồng ngoại nó không xử lý được. Tôi ở rất xa, tôi lỡ tôi đi du lịch rồi, thì ở đây tôi vẫn điều khiển được cái nhà, giám sát được cái nhà, thì đó là một cái lợi thế của nó, đúng chưa? Còn nếu là sử dụng trong nhà thực sự là cũng điều khiển từ xa, nhưng mà phòng bên trong nhà thì vẫn có nhiều cái phương tiện khác để mà truyền tín hiệu tới để đi. Ví dụ nghe radio cassette á, là sóng điện từ RF á, hay là remote TV chúng ta là bằng sóng IA, sóng hồng ngoại, đúng không? Hay là mình có loa bluetooth đó, thấy không? Thì có nhiều phương tiện không dây để em điều khiển thiết bị đó, nhưng mà nó không phụ thuộc vào đây cái hệ thống mạng chúng ta truy cập nhiều ít thế nào, mất mạng xử lý rất vậy đây ổn định. Rồi thì nếu anh sử dụng mạng local thì đương nhiên là gì đây, đánh giá nó vẫn phải thấp hơn mạng WAN, chứ WAN nó phải có thêm một cấp độ hơn nữa, khó hơn mà. Thầy hiểu ý không? Xa ở đây nghĩa là gì? Nghĩa là em có thể là gì, connect vào trong mạng lưới internet luôn, và lúc đó là cái IP của em ở bất cứ ở cái nơi nào em vẫn gì thâm nhập được hết. Còn local thì nó phải đồng cái IP, thì lúc đó em mới sử dụng được. Thì ở nhà mình sử dụng cái hệ thống đó thì con cái này nó phải gắn cái bộ thu wifi, cái remote của mình.
hai cái bắt tay với nhau, đúng không? Nó không ép với nhau, liên hai cái bắt tay góc độ, cái đó được. Đó, là cùng mạng lưới của mạng, mạng đó chỉ bằng tiên chúng ta từ khi chúng ta qua lên sân đất. Đó, cùng đó, em đi, đúng không? Đây gọi là mạng lưới bộ, bộ, đi sứ cũng là bộ thôi. Đó, bảo vệ sư cũng có thể không? Mạng khác. Đó, nhà mình nó nhìn vào đây, làm sư cũng phải khoa cho cô, phải qua một cái tiền khác. Thì một chuyện đó, thì ta là một cái tư gì khác, cô cũng được. Chúng ta có sự đó với điều sự là gì? Nếu mà hai người nữa thì em đưa về cái năng về mẫu bằng, vâng, mà phải là mẫu mức độ cao hơn nữa. Và giáo sư phải xài cái đó, giáo sư người khác không cài thì không nuôi, phải họ phải từng trôi từng học này không? Đúng chưa? Đó là cái thứ nên phải học mẫu bằng. Giáo sư tùy theo sự của cái phát triển của mình thì mình sẽ tài mình to nhưng to rộng. Hiểu không? Thì không có tối thiểu là em phải điều khiển được được thật sự là gì to nhỏ hay không thì đó là theo thêm thôi, và tôi sẽ không yêu cầu về một lần bây giờ sẽ được đánh giá thêm cái sinh không phải đánh giá cái mức gì đây 8.5 điểm thì thôi, bây giờ sẽ đánh tổng bộ hashtag để chúng ta cũng vui được học điểm không hiểu được cái nào và giáo sư biết bình thường không thì em đặt cái mức ok đầu rồi rồi 9 điểm 8 điểm ví dụ như vậy nhưng mà giáo sư em có thêm cái này thế kia nó đủ rồi nó bổ sung ngoài cái câu đặt ra thì em đặt được nữa thì quá xuất sắc thì đương nhiên là em xứng đáng đến 10 nhận đến 10 thôi chắc không có mình nghĩ được em. Rồi có gì hôm sau học lại thì các em hôm sau mình online đi, các em online đi, do thiết bị mình cũng các em cũng không có gì cả.